các bạn, mình là Hải Dương, mình đang là nhân viên văn phòng và hiện tại đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Là học viên của Hiệu viện Sức khỏe từ những ngày đầu, Dương cảm nhận được cái sự quan tâm chăm sóc của tất cả các huấn luyện viên ở đây. Mình không chỉ có được những cái kiến thức vô cùng giá trị, mà quan trọng hơn đó là cái cơ hội để mà mình nhìn lại mình thực sự thực tập những cái điều mình được học. Mặc dù là chương trình nó là 6 tháng đúng không ạ, nhưng mà thật ra là Dương thấy là cả một quá trình vừa học vừa tập vừa thực hành tất cả những điều mình được học thì nó còn nhiều hơn như vậy, rất là nhiều. Và trong suốt quá trình đó thì Dương được sự đồng hành hỗ trợ của tất cả các huấn luyện viên của ban giảng huấn tại trung tâm. Mỗi buổi học nó đều để lại cho Dương những cảm tưởng rất là sâu sắc, từ những cái buổi thực hành về triết lý của yoga để giúp cho mình hiểu được thực sự yoga nó không phải chỉ là một cái môn nghệ thuật uốn dẻo hay là thể dục thể thao như mọi người vẫn thường nghĩ, cũng không phải là một môn học chỉ để thuần trông dáng đẹp hơn hay là có thể da để khỏe hơn, mà quan trọng hơn là nó giúp cho mình hiểu sâu sắc về một đời sống, thực hành vì người khác, yêu thương chính bản thân mình. Còn thực ra là cái cảm giác đầu tiên mà Dương cảm thấy nó trân quý vô cùng luôn đó, là mình bắt đầu cảm thấy mình hạ được cái tôi và cái bản ngã của mình xuống, để mà mình biết rằng là mình đang chỉ mới bước những bước đầu tiên trên hành trình đó thôi. Rồi những buổi học về thực tập thì thật sự rất là tuyệt vời, tại vì là giúp mình được có cơ hội quay trở về chăm sóc và lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn, bởi vì nó gần như thay đổi toàn bộ cuộc sống của Dương, từ cách nghĩ đến lời nói đến hành động của mình. Đối với những bạn đang trên hành trình muốn trở thành huấn luyện viên thì Dương hy vọng rằng các bạn trước khi đến với bất cứ một trung tâm nào hãy tìm hiểu thật kỹ về yoga, để các bạn hiểu rằng là cái con đường các bạn đang đi nó không chỉ đơn thuần là tìm đến một cái nơi cho mình được một cái bằng, một cái chứng chỉ, cho mình được những cái kỹ thuật để lên được những cái tư thế trông thật đẹp, mà quan trọng hơn là ở nơi mà mình có thể thực sự thực hành được những cái triết lý căn bản nhất và quan trọng nhất của yoga, để bạn có thể trở thành một huấn luyện viên thực sự. Và Dương cũng không ngần ngại để mà đề xuất bạn có thể tìm hiểu về Hiểu Về Sức Khỏe. Rất là mong là bạn có thể tìm thấy nơi mà bạn thuộc về ở đây.